sống đôi khi rất vui, đôi khi rất buồn bạn ơi. Cuộc sống đôi khi khó khăn, đôi khi vẫn êm đềm trôi. Còn đó quanh ta bao cánh thư. Cháu tên là Vũ Hiểu và đang ở thành phố Bắc Giang. Hôm nay cháu cùng với đoàn các cô và các chị, anh chị em ở đây là đại diện cho tất cả mọi người, các anh chị em ở Bắc Giang và một số nơi, là khi mà đọc được cái bài báo của thông qua hội chữ thập đỏ là cô Tạ Thị Hậu ấy, thì mình là Đông Lỗ, ở xã Đông Lỗ thì mình cháu có biết được đến trường hợp của cháu Quân là hoàn cảnh rất là khó khăn, thì là mọi người cũng mỗi người có một chút tâm lòng hảo tâm đóng góp để mình và cháu đại diện là kêu gọi các anh chị em có lòng hảo tâm đến và đã ủng hộ quyên góp được số tiền là 14.500.000 đồng và một phong bì riêng cùng với bốn hộp sữa và ít quần áo để gửi đến cho cháu. Chúc cháu là luôn mạnh khỏe và hai em trông lớn ngoan ngoãn. Vâng. Thế qua lời cảm ơn của bà thì bà phát biểu cảm tưởng lúc này bà thấy thế nào bà? Lúc này thì cũng là phấn khởi, là cháu thứ nhất là cháu không bị mắc cái bệnh nghiêm trọng như bệnh viện Hiệp Hòa cho và giấy xác định thế của bệnh viện tình nghi như thế, nhưng mà cháu lại không mắc bệnh mà bây giờ được cộng đồng giúp đỡ, gia đình rất là phấn khởi. Cái số tiền này thì cũng muốn là mẹ cháu thì hèn để dành cho cháu, rồi đến lúc mà còn bao giờ cháu đã trưởng thành, bây giờ độ hoàn này mình thì ngoài 70 rồi, cho nên là cũng mong được cộng đồng giúp đỡ mà sau này mà được một vài thước đất để mẹ con cháu còn phải có chỗ gọi là chứ nắng chứ mưa thôi, chứ chả yêu cầu gì bảo là nhà cao nhà rộng gì. Tôi xin cảm ơn hội chữ thập đỏ của xã mà bên chỗ chị Học là cũng đăng bài báo lên, là cho nên là cái nhà bảo tâm nơi này nơi khác là cô đi đang phóng sự. Thôi được rồi. Thế qua là như thế thì chị Hậu cũng cảm giác thì hôm nay thấy có một gì chia sẻ, chị cũng cho em biết bên này nó sáng. Chị cũng cho em biết là em là một câu lạc mà thành viên câu lạc bộ, thì chị em cũng muốn kết nối với chị. Thì chị đại diện cho hội chữ thập đỏ của xã. Xin cũng phải cảm ơn chỗ anh Trung. Thì tôi rất là phấn khởi khi mà biết là cảnh nhà là chúng xã quê hương tôi gặp quan cảnh đặc biệt khó khăn, tôi cũng đã chia sẻ, giải thích tới tất cả mọi người và phấn khởi được mọi người chia sẻ, giải quyên góp ủng hộ được gia đình và hảo. Quay kiến của chị cảm giác cái khi về chị thấy bé và gia đình như thế nào? Và cảm ơn chị là như này, hôm nay là thực ra là phải biết ơn đầu tiên nhất là cái hội chữ thập đỏ của xã Đông Lỗ, nhất là chị Hậu, hai nữa là cháu Hồng Anh. Tại vì qua tin của qua cái tin của hội chữ thập đỏ xã Đông Lỗ thì bạn Hồng Anh bạn đã biết được, bạn ấy chia sẻ lên và mình cũng chỉ là một khách hàng của bạn đấy thôi, nên là mình thấy thì mình thấy là rất là chính đáng. Hôm nay đúng là trong đợt vừa được hai ngày nghỉ phép, thế là mình tranh thủ kết hợp cùng với bạn đấy để làm công tác thiện nguyện lên giúp đỡ một phần quà cho cháu, thì rất là mong hội chữ thập đỏ kết hợp với cả thôn xã quản lý số tiền này dù ít dù nhiều cho nó có thật ý nghĩa để xứng đáng với cái tấm lòng của những nhà hảo tâm, và chúc cháu Quân ngày càng mạnh khỏe và ngoan ngoãn. Rất thực ra là rất là hạnh phúc khi thấy cháu rất là khỏe mạnh và đẹp trai. Cố lên Quân nhé. Vâng, cảm ơn. Vâng.